Thưa quý vị và các bạn, trong giữa nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân phường Đô Vinh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong giữa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đô Vinh đã xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực của sự phát triển, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu. Với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động, quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó, Đảng bộ vừa triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ chính trị, vừa quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung thực hiện quyết liệt, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá. Đến nay đã đạt được những kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 8 đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giữa kỳ 2020-2022 đạt 10,5%. Công nghiệp xây dựng tăng 10,2%, thương mại dịch vụ tăng 12,6%, nông nghiệp tăng 5%, thu ngân sách nhà nước đạt 3,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81%. Trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng tiểu dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang Tháp Chàm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Bộ mặt đô thị trên địa bàn phường ngày càng thay đổi, văn hóa xã hội có bước phát triển, công tác giáo dục khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, hộ nghèo giảm còn 0,52%, cận nghèo 1,86%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được giữ vững và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng. Công tác quy hoạch các chức danh cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định. Chất lượng chi bộ trong sạch vững mạnh được nâng lên, không có chi bộ yếu kém. Công tác phát triển đảng viên mới thường xuyên quan tâm thực hiện, đã kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 52,5% so với nghị quyết đại hội. Công tác lãnh đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân phường từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ của phường Đô Vinh giữa nhiệm kỳ 2020-2025, thì trong bối cảnh thuận lợi cũng như là khó khăn thách thức đan xen, thì song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể, phòng ban của thành phố, nhất là sự đoàn kết thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ của phường Đô Vinh và toàn thể cán bộ công chức từ phường đến khu phố, với quyết tâm là đoàn kết cao và vượt qua mọi khó khăn cũng như là thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, vươn lên để hoàn thành thắng lợi theo cái kế hoạch, tất cả các mục tiêu về cái kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cũng như là xây dựng Đảng được giữ vững và đời sống nhân dân của phường nhà ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thì với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo so sánh năm 2010 thì bình quân giữa nhiệm kỳ 2020-2022 thì đạt 10,5%. Về cái cơ cấu và tiếp tục phát triển chuyển dịch theo cái định hướng là của địa phương là công nghiệp là xây dựng. Về thu ngân sách nhà nước thì giữa nhiệm kỳ của địa phương đạt 48,66%. Về tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch theo cái nghị quyết đã đề ra thì tới nay thì của phường Đô Vinh đạt 100%. Về cái tỷ lệ thu gom rác thải theo cái nghị quyết đạt 98%. Thì qua cái thực hiện trên thì đã có là đủ điều kiện, các cái hộ đủ điều kiện là 97,96% là hộ thu gom rác thải. Theo cái
thực hiện về cái công tác chương trình chính sách xã hội, thì về cái chi trả thì địa phương cũng đã chi trả kịp thời đầy đủ cho các cái đối tượng về có công cách mạng và các cái đối tượng bảo trợ xã hội. Từ tới đây thì các cái hộ nghèo, về cái tỷ lệ hộ nghèo của phường tới thời điểm này thì vẫn còn là 0,52% và cận nghèo là 1,86%. Đảng bộ phường chú trọng đối với cái hình thức học tập và nghị quyết cho các bộ đảng viên cũng như là nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội và phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện về thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là cái nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thường xuyên địa phương cũng thường xuyên nắm bắt về cái diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, quan tâm cái tổ chức các cái hội nghị cũng như là thông tin thời sự kịp thời cho cán bộ đảng viên cũng như là nhân dân. Về cái giữa nhiệm kỳ qua, chi bộ trực thuộc đảng bộ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là đạt 100% vượt cái chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Hàng năm thì đảng viên và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ thì cũng đạt là 95% trở lên, và cái nghị quyết này cũng đã về cái chỉ tiêu thì cũng đạt cái vượt cái chỉ tiêu cái nghị quyết đã đề ra. Cũng như giữa nhiệm kỳ qua thì về cái phần mà kết nạp đảng viên thì được đạt kết nạp được là 21/40 đảng viên, đạt tỷ lệ là 52,5% với cái chỉ tiêu đã nghị quyết đã đưa qua đề ra. Thì với cái mặt trận và các đoàn thể về hầu như là đạt về cái mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường Đô Vinh lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025, qua nửa nhiệm kỳ, đánh giá chung về dưới sự quan tâm lãnh đạo của đảng ủy rồi chỉ đạo của ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng như các ban ngành đoàn thể ở phường Đô Vinh, thì các chi bộ ở khu phố nói chung và chi bộ khu phố 8 nói riêng là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng là tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy nội lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn của các cấp, ngành, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối các trục giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu từng bước tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của phường ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về cái phương hướng cho cái nhiệm kỳ 2020-2025 thì đối với địa phương, phát triển về cái kinh tế xã hội của phường đảm bảo về đúng quy hoạch phát triển chung của thành phố, đồng thời là chú trọng các cái đặc điểm riêng của địa phương, phát triển truyền thống đoàn kết của đảng bộ và nhân dân phường và nâng cao về cái năng lực lãnh đạo cũng như là sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó là huy động và sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực cũng như là nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành quan tâm và các cơ quan đóng góp trên địa bàn, phối hợp đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như là nâng cao cái chất lượng xây dựng đô thị, tăng cường công tác về cái an ninh đô thị, chủ động phòng ngừa và không để xảy ra các điểm nóng. Bên cạnh đó thì địa phương cũng tập trung lãnh chỉ đạo về cái công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, về chính trị tư tưởng và tổ chức, nâng cao về cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cái chi bộ trực thuộc của đảng. Đối với đổi mới địa phương thì có cái đổi mới về phương thức lãnh đạo của đảng đối với cái hoạt động mà của hệ thống chính trị, phát huy tính sáng tạo cũng như là năng động của các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục đổi mới về cái phong cách làm việc của đảng theo cái phương châm gần dân, sát dân, rút kinh nghiệm về cái thực tiễn trong cái diện rộng và tăng cường công tác kiểm tra cũng như là giám sát đối với cán bộ đảng viên theo cái nghị quyết của đảng và tiếp tục là thực hiện cái nghị quyết về Trung ương 4 và khóa 12 cũng như là khóa 13 gắn với cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, về cái tăng cường công tác và giáo dục về cái chính trị tư tưởng trong đảng viên, thì kịp thời cũng nắm bắt về cái tư tưởng cũng như là diễn biến trong đảng viên và nhân dân.
định hướng, qua đó thì định hướng và giải quyết kịp thời những cái vướng mắc cũng như là mâu thuẫn xảy ra, không để xảy ra bất ngờ cũng như là tạo cái điểm nóng trên địa bàn của phường. Đẩy mạnh về cái công tác tuyên truyền, vận động cán bộ cũng như là đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương, chính sách của đảng cũng như là pháp luật của nhà nước. Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Đô Vinh tiếp tục nỗ lực tận dụng tốt cơ hội, động lực tăng trưởng mới, đưa phường Đô Vinh phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xác định những đột phá trong tư duy, tầm nhìn và khát vọng phát triển, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật kỷ cương, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cấp phó, người đứng đầu cơ quan đơn vị, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý trật tự đô thị, xây dựng văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, huy động các nguồn lực trong nhân dân, các thành phần kinh tế và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn phường, xây dựng phường sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng tới văn minh hiện đại. Với sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh và hiện đại.